30 vạn cây giống ba kích ở kia, ở đây và ở đây. Là một trong những đơn vị hàng đầu tại khu vực miền Bắc nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Về số lượng, hàng năm chúng tôi nhân giống cũng như là làm số lượng ba kích cây giống lên đến hàng trăm vạn cây giống ba kích. Ở trong năm vừa rồi đã cung ứng số lượng rất là nhiều cho tất cả các bác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước phát triển cây giống ba kích nhằm mục đích phát triển kinh tế. Thứ hai là chúng ta có thể trồng sử dụng trong gia đình cũng rất là tốt. Hiện tại chúng tôi ở khu vực phân trại số 3 chúng tôi vẫn còn số lượng tương đối lớn cây giống ba kích lên đến hàng 30 vạn. Ở đây mọi người thấy đây này, nguyên chỗ này là có 4 luống này. Đó. Mỗi luống này của tôi nó rơi vào khoảng 1 vạn đến 1 vạn 2 cây ba kích. Ở đây cũng có này. Đó, và xin mời mọi người sang tiếp tục khu vực bên này. Đây này. Làm video thực tế cho các bác và bà con theo dõi, chúng ta sẽ nắm bắt được và có những hình ảnh thực tế nhất để phần nào đấy chúng ta lựa chọn được đơn vị cung cấp cây giống ba kích uy tín, chúng ta lựa chọn mua trồng và phát triển. Nói về ba kích thì nó có hai loại chủ yếu, đó chính là ba kích tím và ba kích trắng. Tuy nhiên thì loại ba kích tím là một dòng ba kích tốt nhất, cũng như là nó có nhiều hoạt chất dược liệu nhất, và từ xa xưa nay thì người ta ưa chuộng và sử dụng ba kích tím nhiều hơn so với ba kích trắng. Ba kích trắng thì cũng có, nhưng mà tuy nhiên thì ít sử dụng thôi. Đặc điểm đầu tiên nhận biết của ba kích tím là nó đúng như cái tên gọi của nó luôn. Mọi người thấy cái búp, cái ngọn của nó sẽ tím như thế này. Đó. Đây. Đó. Ngọn tím này và thân leo, ngọn rất như thế này. Đó. Ba kích tím thì mọi người có thể biết đến là củ ba kích được sử dụng. Thứ nhất là để nhiều nhất, để được sử dụng nhiều nhất là hầu như là để ngâm rượu và đấng mày râu, cũng như là đàn ông chúng ta thì rất thích là ngâm củ ba kích tím để mà sử dụng trong gia đình. Nó có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là về sức khỏe, nó có thể giúp tăng cường sức khỏe. Thứ hai là có thể giúp tăng cường sinh lý cho nam giới, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Và ngoài ra thì nó còn rất nhiều những hoạt chất dược liệu quý nữa. Ông bà ta xa xưa, thậm chí kể cả ông bà tôi cũng rất là thích ngâm rượu. Và ở mỗi nhà tôi thì cũng có rất nhiều những bình ngâm rượu ba kích tím, củ ba kích tím. Và mọi người có thể biết đến là giá củ ba kích tím trên thị trường hiện nay giá khá là cao. Đối với củ ba kích tươi nó vẫn lên đến hàng vài trăm nghìn trên 1 kg củ ba kích tươi. Đó. Chưa nói đến củ ba kích khô. Củ ba kích khô giá còn cao hơn khá là nhiều nữa. Và chúng tôi hiện nay cũng đang phát triển trồng rất là nhiều. Một lúc nữa ở video sau tôi sẽ làm cho mọi người cụ thể hơn về cái khu vực mà chúng tôi đang trồng phát triển cây ba kích tím, để mọi người nắm bắt được cái mô hình trồng nó như thế nào, và chúng ta có cái định hướng cụ thể nhất để chúng ta trồng để đảm bảo phát triển tốt nhất. Về củ ba kích thì về khoảng cách trồng thì tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều. Chúng ta có thể trồng khoảng cách là 50 x 50, tức là cây cách cây 50 cm, và hàng cách hàng thì có thể cách đến 1 m cũng được. Và chúng ta sẽ bố trí những rào cắm và luống để cho nó phát triển sau này nó bám. Và cái quan trọng nhất đối với cây giống ba kích ấy, là chúng ta phải bổ sung lượng nước đầy đủ, và phải có đường ống nước cũng như là có nguồn nước để chúng ta bổ sung tưới nước hàng ngày đầy đủ. Và ba kích thì không thể thiếu được nước, đấy là cái tất yếu nhất để cho cây ba kích có thể phát triển một cách nó tối đa và nó tốt nhất. Hiện tại thì cũng có khá nhiều bác trong thời gian vừa rồi gọi điện cho tôi để hỏi mua cây giống ba kích. Tôi cũng đã, và khá nhiều bác cũng tâm sự là mua phải nhầm nhiều giống ba kích khác nhau, và mua thì lại hay mua phải giá cao nữa, mà chúng ta thường phải bỏ ra một số tiền khá là lớn để mua được cây giống ba kích ở những đơn vị khác mà người ta không chuyên làm về cây giống ba kích, thậm chí là người ta nhập về để người ta bán. Đó, và bà con thì các bác là nhiều khi nó cũng không tiếp cận được với tôi, không tiếp cận được với cả nhà vườn chúng tôi, nên là nhiều khi các bác là cũng không mua được với cái giá nó hợp lý. Ở đây thì chúng tôi phát triển đấy, tất cả hình ảnh mọi người có thể nhìn rất là rõ. Mỗi luống này là chúng tôi có gần 1,2 vạn cây giống ba kích. Ở đây thì có rất là nhiều. Đó, hiện tại chúng tôi vẫn còn, kể cả ra Tết cũng có một số bác đặt rồi. Mà tuy nhiên thì trừ trước đi các thứ rồi bán trong năm vừa rồi, hiện tại vẫn còn khoảng từ 30 đến 50 vạn cây giống ba kích, mà hàng năm chúng tôi làm hàng trăm vạn cơ. Đó, các bác yên tâm về cái nguồn giống, đảm bảo chúng tôi có khu vực để chúng tôi phát triển riêng về cây giống ba kích này. Đó, không như những đơn vị khác, nếu các bác mà có tìm hiểu về ba kích, mọi người có thể thấy là quy mô chúng tôi làm cây giống ba kích gần như là lớn nhất. Đây, chúng ta này, chia sẻ thêm để các bác và bà con chúng ta nắm bắt được cụ thể hơn. Nếu mà có nhu cầu mà cần phát triển cây giống ba kích, thứ nhất là phát triển kinh tế, thứ hai là trồng trong gia đình sử dụng lẻ khoảng 10, 20 cây, 30 cây, 100 cây, thì tôi đều cung ứng cho tất cả bà con và các bác với cái giá thành hợp lý nhất. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho tôi nếu có nhu cầu theo số điện thoại tôi đính kèm bên dưới video, hoặc là có thể kết bạn Zalo để nhắn tin trao đổi cụ thể hơn. Và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay của tôi chia sẻ về cây giống ba kích. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.